Năm nay thời tiết thuận lợi, chợ Viềng lại được tổ chức đúng vào dịp cuối tuần, nên lượng người dân và du khách thập phương đi du xuân đầu năm rất đông. Các gian hàng tại đây chủ yếu bày bán các loại nông cụ, các giống cây trồng đặc trưng của mọi vùng miền. Du khách đến với chợ Viềng, ai cũng mong được mua lộc rước may về nhà. Hiện nay, ngoài việc được tổ chức tại xã Trung Thành, thì chợ Viềng còn được tổ chức tại thị trấn Gôi và xã Kim Thái với chiều dài khoảng 7 km. Năm nay, lượng du khách đến với chợ Viềng và đi vãn cảnh đình chùa rất đông, nên công tác bảo đảm an ninh trật tự được ban tổ chức chú trọng. Càng về đêm, dòng người đến với chợ Viềng ngày càng đông. Ánh đèn điện, những tiếng mua bán, trao đổi hàng hóa, tiếng của các loại nông cụ va vào nhau tạo ra âm thanh đặc trưng của phiên chợ Viềng đầu xuân. Và dường như ai đi chợ Viềng cũng tìm mua cho mình món đồ ưng ý nhất, với ý niệm mùa may bán rủi cho năm mới được bình an may mắn.